Chào các bạn, mình là Hưng đến từ cửa hàng Dewa Home Depot. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ máy khoan pin của Dewa DCD777D2. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái thông số của sản phẩm này. Thì đây là bộ máy khoan 18V 2A, pin 2A. Có hai cấp độ, có hai tốc độ là từ 0 cho tới 500 vòng trên phút và cấp độ thứ hai là từ 0 cho tới 1750 vòng trên phút. Máy này thì có lực xoắn là 65 Nm, rất là mạnh. Rồi cái đầu cập là từ 1,5 cho tới 13 mm. Nó có hai chế độ là vừa khoan và bằng vít, và nó có thêm cái đèn led chiếu sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong máy. Đây thì sản phẩm nó sẽ bao gồm hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Rồi đây là cái này mình để gắn, để mình kẹp gắn trên cái thân máy, mình để treo khi mình sử dụng ở trên cao. Đây là bộ sạc pin, cái này thì có thể sử dụng cho pin 10.8V hoặc là 14.4V hoặc là 18V, sử dụng cho ba loại luôn nha các bạn. Đi kèm theo máy thì gồm có hai viên pin. Hai viên pin 18V 2A. Đây là dòng pin lithium. Thì cái cell thì được sản xuất ở Malaysia, còn lắp ráp tại Trung Quốc nha các bạn. Đây và sản phẩm là máy. Thì về cái thiết kế thì rất là nhỏ gọn. Đây là thiết kế theo cái mẫu mới, những cái mẫu mà từ 2016 trở đi thì người ta thường có cái chuẩn thiết kế này. Các bạn có thể nhìn so sánh với những cái dòng của Bose hoặc là Makita, Stanley thì nó chung cái thiết kế mẫu giống vậy. Và điểm đặc biệt là đây là cái dòng không chổi than, cái công nghệ mới là không chổi than, nên là cái giá trị của máy sẽ cao hơn so với những dòng dùng chổi than. Về chi tiết bên trong thì mình ở phía sau thì nó có cái chữ brushless motor, tức là cái động cơ không chổi than. Rồi ở bên trong máy ở này nó có ghi chi tiết về các cái phần thông số kỹ thuật của máy, về điện thế, rồi cái đường kính khoan, rồi tốc độ. Đây ở trên thân máy nó ghi rất là rõ. Máy này thì được lắp ráp tại Trung Quốc nha các bạn. Rồi cái vòng chỉnh lực thì cái dòng DCD 767, 777 này á, thì nó có tất cả là 15 cấp độ trượt từ 1 cho đến 15. Đây. Thì lúc mình tăng lên á thì cái lực vặn nó sẽ tăng thêm. Rồi nó có thêm một chế độ nữa, đó là chế độ khoan. Thì cái này thì mình sẽ dùng để khoan gỗ, khoan sắt. Nếu mà mình sử dụng để khoan tường á thì mình sử dụng cái bộ mũi khoan nó chuyên dụng, chứ bộ mũi khoan bình thường mình sẽ không khoan được nha các bạn. Rồi cái đầu cặp nó thì là đầu cặp 13 mm. Cái này là khóa tự động, tức là khi mà mình chỉnh ở tới mức mà thấp mình sẽ kêu, nó sẽ kêu một cái tiếng, các bạn có thể nghe đó, là tự khóa. Thì cái này thì mình không cần sử dụng những cái chốt khóa như những cái loại đầu khoan kia. Rồi ở trên máy thì nó còn có thiết kế là cái đèn led chiếu sáng, thì mình có thể sử dụng quạt khoan ở những vị trí mà bị thiếu ánh sáng. Về cục pin thì ở phía sau này nó có cái phần kiểm tra về cái dung lượng pin. Đây mình có thể bấm nút này và nó hiện lên, nó có tất cả là 3 nắp. Hiện tại cái viên pin này thì nó đã về mức 1 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử, mình sẽ khoan trên gỗ nha các bạn.
Đây là mũi khoan 6 ly, 7 ml nha các bạn, mũi khoan gỗ 7 ml. Bây giờ mình sẽ test khoan trên gỗ, mũi khoan là 7 ml nha các bạn. Các bạn nhớ để qua chế độ là khoan gỗ thì mình sẽ mới khoan được. Đây các bạn thấy khoan rất là nhẹ nhàng. Rồi mình test lại. Thì cái máy hiện tại, cái máy DCD 777 này hiện tại đang được bán trên thị trường với giá là khoảng 3 triệu. Thì hiện tại cửa hàng DIY Home Depot đang có chương trình giảm giá với giá là 2.850.000. Thì các bạn có thể sở hữu được cái bộ sản phẩm bao gồm 2 pin 1 sạc, pin 2A nha các bạn, động cơ không chổi than của DIY. Thì các bạn có thể là đến tại địa chỉ 63E Ông Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, hoặc là 29 đường 817 tại Quang Bửu, phường 5, quận 8 để mua sản phẩm. Thì ngoài ra các bạn có thể là liên hệ số hotline 028-6258-4767 để được tư vấn thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube hoặc Facebook cửa hàng DIY Home Depot để có thể theo dõi các thông tin và các đoạn giới thiệu sản phẩm của bên mình. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.